Như ở phần trước thì chúng ta đã trao đổi rất là kỹ về cái phương pháp cũng như chiến lược trong cái tích sản cổ phiếu, tư duy, triết lý, vân vân. Thì trong nội dung này thì tôi sẽ trao đổi đến quý anh chị về cái rủi ro của tích sản cổ phiếu, cũng như là những ai không nên tham gia tích sản cổ phiếu. Thì đầu tiên là đến những rủi ro. Thì đó, được rủi ro lớn nhất đó là kinh tế vĩ mô thế giới và Việt Nam có cái sự biến động. Thì sự biến động của vĩ mô thế giới là liên tục. Và Việt Nam khó tránh khỏi cái việc ảnh hưởng cả tốt cả xấu. Thì kinh tế Việt Nam cũng biến động liên tục và nó là một thành phần của kinh tế thế giới. Đặc biệt là sau khi chúng ta mở cửa và xuất nhập khẩu của Việt Nam gấp 2 lần so với GDP. Từ đó cái GDP này, lạm phát, lãi suất này, tỷ giá này nó cũng liên tục có những cái sự biến đổi nhất định, khiến cho cái thị trường chứng khoán cũng liên luôn biến động lên xuống, đặc biệt là trong ngắn hạn. Thì với những cái rủi ro vĩ mô như thế này thì việc hạn chế rủi ro của chúng ta như thế nào? Thì đó là có thể phân bổ tài sản hợp lý giữa các kênh. Ví dụ như chứng khoán một phần, bất động sản một phần, gửi tiết kiệm một phần, vân vân. Ngoài ra thì đầu tư chứng khoán thì chúng ta nên định hướng tư duy đó là đầu tư dài hạn. Bởi vì ngắn hạn có những cái giai đoạn cổ phiếu có thể mất 30% giá trị, 40% giá trị, thậm chí 50% giá trị nếu có những cái biến bất ngờ. Nhưng trong dài hạn thì giá trị nó sẽ được phản ánh vào giá một cách đầy đủ. Đầy đủ. Tiếp theo là về rủi ro lựa chọn sai các cái doanh nghiệp xấu, không tốt có thể làm lỗ hoặc làm giảm lợi nhuận của chúng ta. Đúng không? Thì tích sản cổ phiếu cũng hoàn toàn có thể lựa chọn phải những cái doanh nghiệp không tốt. Thì con người thì không bao giờ 100% cả. Thì có những cái rủi ro nhất định là như vậy. Thì mọi thứ thì cũng luôn thay đổi. Thì doanh nghiệp có thể thay đổi, biến chất. Ví dụ như là ngày năm 2012, 13, doanh nghiệp taxi Vinasun chẳng hạn là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam. Phát triển rất tốt, được đánh giá rất cao với thương hiệu mạnh, một mình chiếm lĩnh khu vực miền Nam của các cái hãng taxi. Tuy vậy, từ khi có Uber, Grab thì ngay lập tức thì cái hãng này đã bị ảnh hưởng rất nặng nề, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản. Thế do đó là trong cái danh mục tích sản của chúng ta hoàn toàn cũng có thể có những cái các cổ phiếu bị biến đổi, biến chất như vậy. Vậy thì hạn chế rủi ro với trường hợp này như thế nào? Thì thứ nhất đó là không mua cổ phiếu ngoài cái danh mục tích sản. Bởi vì danh mục tích sản về cơ bản đã được chúng tôi lựa chọn rất kỹ càng như anh chị có thể thấy trao đổi phần trước. Thứ hai là phân bổ 3 đến 5 mã với 3 đến 5 ngành khác nhau để tránh cái rủi ro chúng ta tập trung vào một mã nào đó. Từ đó có thể ảnh hưởng xấu đến cái tích sản cuối cùng của chúng ta hướng đến tự do tài chính. Và thứ ba là anh chị hãy theo dõi cộng đồng tích sản thường xuyên, cập nhật doanh nghiệp hàng tháng. Khi mà anh chị mua cổ phiếu hàng tháng thì anh chị cập nhật thông tin luôn về cái cổ phiếu đó để từ đó có được những cái đánh giá về những cái doanh nghiệp đó. Nếu còn phù hợp thì chúng ta còn tích sản, còn nếu không còn phù hợp thì cộng đồng tích sản cũng sẽ update cho chúng ta và chúng ta biết chúng ta có thể thoát ra ngoài. Thì đấy là cái hạn chế rủi ro về việc lựa chọn doanh nghiệp có thể không đúng. Tiếp theo về rủi ro mua cao với khối lượng nhiều thì lúc rẻ thì lại hết tiền để mua. Thì với cái tâm lý FOMO thì ai cũng dính thôi, kể cả những nhà đầu tư mấy chục năm, kể cả những nhà đầu tư giá trị thì cũng dính phải cái tâm lý này thôi. Thì họ sợ mất cơ hội, khi đó thì khiến cho chúng ta mua ở lúc giá tăng cao rất nhiều. Và tâm lý FOBI tức là sợ rồi còn giảm tiếp, khiến chúng ta bán đi cổ phiếu ở vùng giá thấp. Thì cách để hạn chế rủi ro chúng ta có thể áp dụng như sau. Thứ nhất, kỷ luật chỉ mua ở vùng định giá hấp dẫn theo cái danh sách chúng ta được cung cấp để làm sao mua là được một cái giá về mặt giá trị, định giá giá trị là hấp dẫn. Thứ hai là mua đều đặn hàng tháng, hàng quý theo định giá thay vì mua theo cảm xúc của chúng ta. Quý vị lưu ý là mua đều đặn. Và thứ ba là nên bán cổ phiếu khi đến cân nhắc bán để từ đó có thể bảo vệ được cái thành quả của mình trong cái tích sản cổ phiếu. Tiếp theo, phần tiếp theo đó là những ai thì không nên tham gia tích sản cổ phiếu. Với tích sản cổ phiếu thì nó cũng giống như những phương pháp khác thôi. Nó chỉ phù hợp với một số lượng
các nhà đầu tư nhất định theo một cái trường phái tâm lý nhất định thôi. Đối với những người lướt sóng đầu cơ thì họ thường kiếm lợi nhuận nhờ cái sự biến động thị trường trong ngắn hạn, thì nó không phù hợp đối với tích sản cổ phiếu, bởi vì cái triết lý nó hoàn toàn ngược nhau. Thường chết vào thường lướt sóng thì người ta sẽ mua những cái cổ phiếu vào những cái giai đoạn tăng giá âm ầm để tận dụng cái cơ hội mua cao bán cao hơn, hoặc người ta có thể tham gia bắt đáy và kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Thì ngược lại, đó là tích sản cổ phiếu, chủ đó là chúng ta mua những cái cổ phiếu xuất sắc, cổ phiếu tốt, tích lũy lâu dài để từ đó sinh ra cái nguồn thu nhập thụ động cho chúng ta từ cổ tức cũng như là có thể là từ tăng giá, hướng đến việc đầu tư an nhàn và tự do tài chính. Chính vì thế cho nên là nó không phù hợp đối với những nhà đầu cơ lướt sóng với cái thời gian đầu tư ngắn. Tiếp theo là nó không phù hợp đối với những cái dòng vốn ngắn hạn, thời vụ. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều các cái trao đổi hay những câu hỏi, ví dụ như là tôi có dư vốn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, tôi có nên đầu tư tích sản không? Thì chúng tôi xin trả lời là không nên đầu tư tích sản, bởi vì ngắn hạn, thời vụ thì nó sẽ không hợp với đầu tư tích sản đâu ạ. Rồi tiếp theo, muốn có thành quả nhanh, sớm thì tích sản cổ phiếu cũng không phù hợp, bởi vì phương pháp này nó cần phải sự bền bỉ lâu dài và từ đó để cho cái lãi suất kép phát huy tác dụng, thì nó không thể một sớm một chiều để có thể có cái thành quả nhanh được. Và ai mà kỳ vọng lợi nhuận cao tăng bằng lần hay là lợi suất rất cao thì sẽ không hợp với tích sản cổ phiếu. Bởi vì chúng ta lưu ý rằng như ngài Warren Buffett thì trong rất nhiều năm lợi suất trung bình của ngài cũng đâu đó được nhỉnh trên 2% thôi. Bởi vậy cho nên là chúng ta thì cũng có một cái mức kỳ vọng lợi suất vừa phải, nhưng mà nhờ thời gian lãi suất kép phát huy tác dụng thì chúng ta có được cái việc tích lũy tài sản có thể lớn hơn rất nhiều những cái người mà có lợi nhuận cao hàng năm nhưng mà nó không chắc chắn và không phát huy được lợi suất kép. Thì trên đây là tôi đã trao đổi trình bày đến quý anh chị về những cái rủi ro liên quan đến tích sản cổ phiếu cũng như những ai không nên tham gia tích sản cổ phiếu. Thì chúc quý vị có được những cái nội dung kiến thức hữu ích cho mình trong quá trình tích sản cổ phiếu để có thể có được cái nguồn thu nhập thụ động hướng đến tự do tài chính. Xin chào.